Theo báo Review Journal, nhà thầu quân sự AECOM đang tuyển phi công phó cho hãng hàng không duy nhất trên thế giới được phép ra vào phạm vi vùng 51 bí ẩn của Mỹ. Lâu nay, vùng 51, địa điểm quân sự nằm sâu trong sa mạc Nevada, là một trong những khu vực tuyệt mật của Mỹ và cả thế giới, dẫn đến vô số đồn đoán và giả thuyết trong hàng chục năm qua. Nổi tiếng là giả thuyết nơi đây bắt được đĩa bay của người ngoài hành tinh và là cơ sở nghiên cứu về các vị khách từ không gian. Đến năm 2013, Cục Tình báo Trung ương Mỹ lần đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của vùng 51 nằm cạnh phía nam hồ Groom, cách Las Vegas 133 cây số. Tuy không công bố rõ chi tiết, nhưng tài liệu giải mật của CIA cho thấy đây là nơi nghiên cứu phát triển những dự án máy bay tối mật của quân đội Mỹ. Được không quân Mỹ điều hành, các máy bay của hãng hàng không Chinese Airlines này có bề ngoài trắng toát với một dải đỏ duy nhất chạy bên hông, không mang theo bất kỳ logo nào. Các máy bay cất cánh từ một nhà ga bí mật tại sân bay quốc tế McCarran ở Las Vegas. Theo tờ The Sun, thu nhập trung bình của một phi công làm việc cho hãng hàng không này là hơn 80.000 đô la một năm. Ứng viên dự tuyển phải có ít nhất là 3.000 giờ bay, không tính trực thăng trong vòng 5 năm qua.